Hay quá mày. Đang trên đường chạy về nhà thì phải. À, Xuân Xuân nè. Mày có món gì ăn không cho tao ăn với? Đói lắm rồi. Không, không có gì đâu. Thiên thạch nó vừa rơi vỡ tủ lạnh, nó còn rơi hết, nó còn vỡ cả đồ ăn. Nhưng mãi lờ nghiêng. Cái gì đấy? Cái méo nào? Nó cháy đồ ăn rồi, có thể nói như vậy. À đây đây đây, có món này. Nhìn hoa. Nhận được cái hạt giống dưới đường. Có ăn cái dây quả ấy. Quả đi. Tao cá thằng nào đấy thịt luôn con thỏ trong này. Có băng này, có các thứ này, vẫn có đồ mà. Đừng dùng băng nhá, để tao làm mày bằng đá. Tao làm tuyết. Starving rabbit, con thỏ đói. Tao này cắt tóc rồi. Tao này cạo râu được chưa nhỉ? Cạo phát đi. Đi viết còn đi viết còn tiền á. Xem từ ba cái. Đấy gạ chi gạ đi mình. Cái mùa này thì chắc không cần phải cầm theo thơ mùa stone đâu ha. Đấy, cầm theo cho Có, chắc. nó mới mưa được có một ngày thôi. Thế phải cầm theo cho chắc này. Ê, chúng mày kiếm purple gem ở đâu ấy? Chết quái rồi. Đủ. Giết tê. La quái trưởng. Thủ tép PS đấy. Chấp nhận thôi. À, thằng mày. Nhầm thằng Minh bị la. Người chạy đi. Tao phải đi kiếm thức ăn đây. Cô men ra sai nhé. Ếch này. Mình có thể ăn thịt ếch. Tao đi cho ta. Mày thua con ma này rồi. Yeah, I have a lương thực rồi. Đây đây đây. Còn tê giác ở đâu nhỉ? Bèo, 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 bèo. Tê giác ở đâu đây? Nhớ là nghe câu cá đi hứng. Ừ nhỉ, từ từ đợi tí. Ta phải cứu bạn, cứu mình á. Còn tê giác ở đâu? Tê giác ta nhớ không nhầm thì phải đi theo hướng lên cái chỗ cái đồng cỏ à, ta đặt bẫy cơ. Đây rồi. Đi ra được. Được. Cắt xuống. Hay đừng để đâu có nhà.
Thằng chó mình. Tao có để nó vào nhà đâu. Đây là cái đéo đi. Đâm vào nhà đấy, vỡ nhà đấy. Vỡ rồi chứ còn gì nữa. Chén cứ đòi. Thằng chó mình kìa. Đéo biết đây là cái tường level 3. Còn đừng đâm vào nhà nữa. Dạ gã đây nào, tôi đâm con chi gã đấy. Dạ gã nào chưa. Cái đứng cạnh con chi gác là kiểu gì nó cũng đâm vào mà. Xúc. Thôi. Chưa lòng bạn chưa. Thì kéo nào. Cho mình. Ai chứ. Cái này mày dụ ấy. Có gì đó khá vui. Như đánh đánh nó đi để tôi rời con chi gác. Ơ như cho đến như vậy. Thì ta phải ngay lập tức coi. Bên nhau đi. Con này nó chạy vậy. Đừng đừng đừng, tao còn có 8 máu thôi. Ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Không chiến rồi. Cảnh báo chúng mày nhá, chó đến nhá. Con thì đéo làm, con thấy rác phải chạy ra đây. Đây à? Đây, đánh nhau đi, đánh nhau như hay. À đúng rồi. Trốn, 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 trốn. Từ từ. Mặc cái này vào, trốn. Ok, ok, ok. Mẹ kêu anh rất hoàn hảo. Mày lắp lửa lên bên này, tao bị trên nhà này. Mày ơi, chúng ta đâu có 8 máu. Công, 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 công. Chó không biết kìa. Ừ. Chỉ còn nghĩ nó có 8 máu. Ui, 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 chó nó không biết. Đừng hồi sinh đồ, đừng hồi sinh bọn, đừng hồi sinh bọn. Mày dẫn ra cho con chi gác này kìa, dẫn ra cho con chi gác. Đang dẫn đây. Bố con chó phải quanh tao mà nó chưa biết, nó không biết gì kìa. Kiểu gì sáng dậy mày chả chết. Ê, kiểu gì sáng dậy cũng chết rồi. Rồi rồi, ok ok. Bà độ chúng mày. Bà độ chúng mày. Tấn hết. Ra chỗ khác đi chó. Tao xin mày. Tha tao. Đi ra có nó đi. Đúng rồi, đúng rồi. Vào nhà đi, nghe vào nhà đi, vào nhà đi. Suy nghĩ. Đau quá. Ê đồ hết. Đó lại có đồ ăn à? Đau quá. Tao không solo được. Pha. Úc. Hai con. Quá khóc. Yeah. 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 Thằng mình bị sao thế mình nghe? Bắt cao nhặt cơ sở. Tham lam. Tham lam. Nhưng mà đâu ấy. Không nhìn được. Uầy, mình tôi chấp 5 con sói ạ. Ủa, 5 con chó. Phê. Ê, Hưng em mày vất quả tim rồi. Hả? Quả tim ở chỗ cái gần cái Life Giving Amulet của mày. Không thấy. À, như vừa bị viên thành nơi mất rồi. Trên hôn nào? Đường gần đây có touch tôn rồi. Để tao ra chỗ... Để hồi sinh. Thế cái mấy đào đá thì để tao làm mày bắt đá với lại làm mày bắt tuyết để xây lại cái nhà nhé. Oh my fucking god. What is it? Cái nôn nào đấy có cục red xem ở đấy. Sao tại không nhặt được? Game lỗi à? Là gì? Mày bị lag đấy. Mày bị lag. Có cục red xem này nhưng mà tao không nhặt được. What the fuck?
là méo ổn rồi. Chó nó cứ thích chui vào buổi tối mẹ. Cứ buổi tối nó lao đến ăn. Mình mày làm vườn thôi, tao làm một cái ở bên vườn. Quán đi. Làm đâu? Cái gì? Làm tuyết này. Đặt ở, đặt giữa nhà đi, đặt làm sao cho nó bao hết được cái đống đồ là được. Không bao, không bao qua hết được. Ờ. Chán nè. Hào tốt. Rằng hào. Cái con truy gác vào nhà. Ê, hay xem nhà hay, hay để nó xong nhà bảo kê cả cả ra ngoài ra cháu ăn sáng rồi. Hết rồi. Tao đi không được nhiều lắm nhỉ. Tao mới chặt mà tao đã hết rồi. Mới vừa lấy hay là mới chặt? Mới chặt. Mới chặt vừa lấy. Đủ dùng không? Đâu, nhà mình thế nào ấy? À, fuck. Quá xíu đi, quá xíu đi. Hay chui gắt trong nhà này. Ăn đồ món gì để tao ăn nè. Đói lắm rồi. Cơm người ta đang cần cỗ nhỉ. Phật. Tính chặt cỗ mà bị sao. Nhưng mà mày đang cùng thật anh làm gì đó nhỉ? Tao đang chặt cây đây còn gì đấy. Không được, được cất đồ em xin gác này. Ê, thay vì dùng gỗ thì chúng mày có thể dùng mấy cái mầm cây gỗ thông mà. Tại cũng, tao thấy chúng mày cũng đâu có, ấy đâu cũng có trồng lại đâu. Ý mày là dùng cái gì cơ? Mầm dùng cây đấy. Cây là cái gì? Dùng cái gì với cái nó? Chế tạo cái gì cơ? Mẹ. Berarti parasun. Đi cô à. Đi câu cá hoài. Ê mẹ, cái tường cấp 3 này con tê giác khúc mấy phát nó mới hỏng ấy. Một phát à? Một phát. Ừ, con tê giác mà. Một phát chết luôn này. Đi đi. Chị gắt. Chị gắt. Ow. Nóng như chè hả? Hết
nó sẽ còn một siêu ấy. Ngày mai thì chúng nó luôn đấy chẳng. Được. Thằng nào lại? À không, không có thằng nào mà. Có gỗ không Minh? Gỗ được hết mạnh rồi. Mạnh hết có gỗ không? Không. Thì tình hình là tao cần... Tao làm hết rồi. 8 cục gỗ nữa. 8 cục gỗ nữa. Làm hết cái bàn này rồi. Bàn gì? Em đi hả? Có ao. Ôi xin. Được. Nó lên lên xe và nó có thể quân rồi. Cần mai nơi hết không tao chế à? Đi đi đi, tao đẹp, tao đẹp. Enter, enter. Cần có quả bí ngô. Ê, ấn nhầm một. Thì xin mày. Phí 4 mà cũng. Ta cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra với tao. À đi ấy đi. Đi kiếm cái. Ồ hay hay luôn. Cảm áo mưa chưa? Ê, tao bảo là chúng mày, nếu mà chúng mày mà mưa nhiều quá chúng mày có thể đứng ở dưới cái cây ấy. Thật đấy, đứng ở dưới cái cây nó giảm mà. Không, cái cây bình thường cơ, mà cái cây biết đi. Nhìn xem. Nó vẫn bị lạnh rồi. Nhưng mà nó giảm được mưa mà. Được quá. Đi rồi, phải nhà. Phải nhà đâu. Đang xuống nó ra ngoài theo đúng lời mày của mình đó.
Ui, lạnh. Hey, bây giờ vậy. Sao thấy đi ra làm như thế này? Có mưa đấy. Làm như vô luôn. Fuck. Mở yếu quá. Thằng nào đây nó vừa bảo là đi gốc cây. Anh mà giữ cây làm cái gì? Phải đi đấy. Nhặt nhanh hơn. Được tạo 100 rồi đấy. Ồ, tầm nước thì làm sao để bắt đầu xây cái gì đấy. Thế suy nghĩ một việc làm bây giờ là mình đã đi kiếm áo mưa. Áo mưa. Áo mưa thằng to nhẹ. Đập nhẹ nói, đập nhẹ xong đi đập lên trên cái cổ. Bây giờ là nhẹ. Trên này còn băng đấy. Thằng nó sẵn ra lấy luôn nhé. Mà mày đã trồng cây mình à? Mưa làm gì à? Tháng 8. Cố lên Sanity. Cố lên Sanity. Tháng 8. À bây giờ tao dùng búa tao đập vào cái lều của mày thì sẽ như thế nào? Không đập được, cứ đi tao đi ra ngoài để đập được. Thử phát em. Nào. Ê cái này mẹ fuel có ở đâu ấy? Đây cái hòm dưới này. Cái hòm ở chỗ bàn ma dịch này. Ồ, hát hay luôn. Mưa tạnh đấy. Nước mưa đấy. Mưa sắp sửa tạnh hẳn đấy. Phật tầm câu cá. Long quăng là fishing. Nhưng mà nó hết đồ ăn rồi đấy. Em mạnh mẽ, cho mấy cái này, cho mấy cái này. Mình lên cho mấy cái này. Nếu hiểu thì kiếm được rồi. Tắm nào rồi, tắm nào rồi, cố lên. Ai đang đói? Tao đang đói. Đứng yên, đứng yên, đứng yên. Đứng yên đi. Thank you. Biết có lên đi ngủ không nhưng mà tao bắt đầu thấy cái con quái khoan cửa. Nhưng mình có nhiêu cỏ hết cỏ hay sao đi cỏ. Sao lên tắm dương ấy. Hết rồi anh. Thế thì hết rồi. Hai cái cỏ dưới sao? Oh. Từ đây là cách để mình có thể tu sanh phí rất nhanh. Đây 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 một mười ok rồi let go. Thì con thỏ não giảm quá có gì thằng não đi ngủ đi mày ngủ đi ngủ cái tốt nhất rồi tao ngủ dậy lấy cái gì bỏ vào bụng cái gì thì nấu đi. Mai tao phải đi kiếm cỏ ấy. Cỏ á? Tao định đi câu cá.
À, cần giữ lại hạt giống không? Tao ăn bây giờ ấy. Món thứ hai, thứ hai. Ok, đi ngủ đấy. Cái gì mẹ em ấy chứ. Đáng định đi ngủ thì. Ê, đưa tao vẫn đâu đi. Ô này sắp hỏng rồi, nó hạ sử dụng đấy. Không, có hai cái đồ gì này. Ê, trứng thối này, thằng nào cần trứng không? Giữ lại. Ê, tạnh mưa rồi. Nice. Let's go, let's go. Tao tưởng mày đang cần cỏ các bạn. Nếu mà đi tự kiếm rồi, này cho đi. Không hết đồ ăn rồi. Mày muốn như nào? Mình cầu đi. Tao sai nào? Không phải trồng cỏ đi, thế này muốn đi qua. Nên game mày điêu vậy. Ê, có đuốc không? Có đuốc không? Hả? À, không có đuốc mày. Không có đuốc mày. Không có quái này. Có một số năm cái mũ là ở đây rồi. Mày đấy. Cái nụ má mày, câu không yên nữa. Tao không muốn chơi mày đâu. Mày quá chiều rồi. Về nhà rồi, câu luôn tất cả. Mày câu. Đi nhà thì có thể. Tất cả mình luôn. Tao biết cái gì. Phật, cái thủ cha sao bé đi. Tao mày cần nhiều của ông này. Rất rất nhiều. Ủa kìa. Ui, nó đang mua sạp đậu xanh. Mà sao mày không quay ít ra đây cho tao nhìn. Sampai
mình kiếm mấy con lợn rồi. Yep. Ê, chúng mày đập nhận thủ dân không? Con đấy ấy á, con đấy vứt tại á. Con đập được không? Con lợn thần dô. Ê, mình ơi. Công ty nó làm ở đây tao không biết. Như cái, hình như cái mùa này là tổ mấy con thỏ là bị dính nước hết đúng không? Nghĩa chúng nó cũng chưa được. Thì không bắt được thỏ rồi. Chán rồi. Cay quá. Ê tổ nhẹ này. Tổ nhẹ cấp 3 luôn này. Đâu muốn chơi không mày? Nếu mày thử đánh vào xem nếu mà nó biến ra con chúa thì... Có chạy rồi. Mày nhìn thấy con gì ở đây không? Ê lửa lên mạnh ê tối rồi, lửa lên. Phai giờ. Cần đi đi. Tao yếu máu rồi. Tao không có phát. Đây tao đang hộ này. Cần đi đi. Anh rồi đấy, đi về thôi. Đêm trăng tròn, nghĩa là cuối mùa đấy. Đi đâu mà chỉ cần đánh cái này phát ra. Tới om luôn. Shit. Một màn hình tối om luôn. Phải làm gì đây? Đánh nó làm gì? Không sao đâu. Bố mẹ nó đến thì em lắm. Nó chưa gọi được. Đấy cái xiên mà nó thật đấy à? Chúng đánh con đấy làm gì ấy? Giết con này ra đồ ngon, phải giết nó. Tao biết ngay mà. Tao cá nó giết mấy con vịt con. Mày chỉ nghe thấy thôi mà không cá. Đốt lên đi, đốt đồ lên. Đốt gì đó lên. Mày cứ chạy đi, nó không đuổi đâu. Không ngủ mặt tối. Mày lại ngủ lờ mau vậy. Đây đi, đây đào tí băng này. Đâu đi đâu. Đưa tao cầm đuốc nha, à đưa tao cầm đuốc nha. Mày biết đi đâu để tao đi đâu. Ôi, một thức ăn hồi được một não và hai tim. Lời phết đấy chứ. À, đưa tao cầm cho. Nào đừng ngủ sướng thật. Ê, hết lều rồi mẹ. Thông báo. Hết lều rồi. Tao vừa tỉnh dậy thì cái lều biến mất rồi. Nó là báo hiệu rồi đấy. Kéo con giường mình, cái quá. Chết tờ. Ờ, nói thế nào đi. Nghe nào. Nghe sắp mùa hè luôn. Hey. Ok, bây giờ thì tao cũng ấy đồ rồi, mày có thể đưa tao cầm bớt. Ở cái tổ cha sao lại biến ý này? What the fuck? Không có. Đi đào ít đá luôn mình kìa. Hả? Đi đào ít đá luôn. Mày còn cúp à? Mới rồi nhưng mà đang bưng mà. Ừ thì làm được. Cơ mà ta đang nhặt cỏ. Cái này nhiều đá vậy chứ. Nhiều băng ấy. Nó ở bà nào đi. Rồi tao. Tao có gậy thôi. Nó có không? Không có clean à? Không có clean. Thế à, trong người the tao đầy đủ. Fuck is it? Hey fuck you get the fuck up here. Nấm mẹ vào đây. Nó không cho vào đây à? Bực thế. Ờ,
Nhận được cái gì nhận được. Để đưa đưa phân cho lắm. Cuộc đưa cả đồ ăn hồi sữa đấy. Tao cầm lên. Garden hoa. I need garden hoa. Rồi thì mới nghe đồn này. Hai cái. Fertilize. Không là có dược. Để chống hàng rào gỗ này trông phèn đấy. Rồi. Mày gọi tao à? Đúng vậy, tao gọi mày đấy. Cần gì? Cái thứ là ai cũng biết. Gì cơ? Ê, đi rất ngỗng rồi. Tao bỏ đi, tao về đây. Máu với sanity của tao thì ghê lắm rồi. Ở nhà không chỉ có giường đâu nhá. Mày nhớ cầm theo tôi nhẹn về. Thành mảnh. Để tao thử nhẹn. Mạnh à? Không đủ đâu, có 2 tên nhỉ. Tao có 1 này. Thì cần phải có 6. Mới có thể làm xây, mới có thể làm cái giường kia rồi. Nếu mới kiếm được nhiều cỏ, mới có thể làm cái giường đấy. Nó là cái túi ngủ đúng hơn. Nó hồi máu đâu, nhưng mà nó hồi sanity. Cái định mạnh nhỉ nó. Yếu thế. Shit quên. Mình đọc buôn đồ đồ bắt sao tao. Mình đang nghĩ mày trồng trọt mình nhỉ. Tao trồng xong rồi. Tao trồng xong rồi, phải lo đấy. Mày có bón phân đâu á? Bón mà, yên tâm. Nói chung là có phân bón.
Người đi kiếm thêm game nha. Nhưng quả này nó không hề phế tí nào. Người chặt em đi gỗ đi mình. Nhiều. Rất ngon. Phát tao vừa nhảy một cái lỗ phát về nhà luôn. Đầu quay là son đấy. Bèm 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 bèm. Sup and tough. Hello cu. Mà mình đâu rồi? Đây. Món này của ta nhé, ta đang đói. Ta đang đói. Ta đói lắm rồi. Từ xem có gì nấu mẹ. Tao còn 6 lỗ đói. Ăn lại. Con gà nó làm gì sao cái bụi cây này nó teo tóp lại thế này. Tổ cha đấy. Hello cu, hello minh gay. Đây xuống hang này, chơi với tao. Tao sẽ để xong được. Như vậy. Đây trên này có cái hang này. Mà không đi báo mương mình. Đập tên tay cổ á. Thực ra mà mình tao làm được thôi mà. Tao muốn giết ghia. Ta sửa lại cái nhà ấy. Ta sửa lại một phần đấy. Ta vừa tạo, ta vừa để 3 triệu cái cổ này. Fuck. Ta sửa xong cái cửa lại. Yeah, ta đã chui xuống 2. Let's go. Let's go.
Còn đỗ nào mục cơ sáng quê em à? Ôi dưới hang này cũng mưa mẹ. Oh, fuck anh rồi. Dưới hang mưa, đi. Ui con thỏ này. Shit. Đừng anh nhá. Em xin anh. Đừng anh nhá. Đừng anh ơi. Em xin anh. Thôi, tao tàn sát lũ chúng mày bây giờ. Đúng mày giết được rồi. Đố mày đi được không? Mày đố rồi. Ý à. Mà bố mày. Mày đây. Cái mặt mày luôn nhé. Ô, yếu thế nhỉ? Yếu quá. Cây này đập đi đúng không? À, chặt được. À, cây nấm. Em mày đặt được cái mày bắn tuyết ngoài đây đi. Tao bảo cây cháy hết thì ăn đầu cửa. Không cây không cháy được. Cháy được mà. Với cả nếu mà mình dùng cái đấy thì nó cần phải bón phân cho mấy cái kia. Không bị ảo à? Thật mà. Mày đặt ở ngoài kia. Nếu mà tao không phải bón phân cho mấy cây này này. Nhưng mà tao đặt ở ngoài kia thì cái cây này được cái gì? Tối đi à? Tao cá là tối rồi. Em chỉ có buổi tối mà. Cái thứ nhất là tao có tỏ vậy nha. Ê mày còn một tí đồ ăn nữa. Liệu tao cần thực vật. Spawning. Cái này cũng đá. Tôi không đi đào đá hết rồi đấy. Sao không đem chúng đi đâu ấy? Đấu con là ra cái món kia thôi. Nếu mà không đấu, à mình đấu cái đấy thì nấu cái đấy nấu làm gì để đấu ăn thuốc súng. Bỏ thuốc. Để bắt làm thuốc súng. Săn nắm minh cây thế này. Này. What the fuck. What the fucking bitch. Tao phải đeo lên nhà đây rồi. Cái bắp đấy. Bảo tử nấm spawn. Nhìn dính nấu mình rồi. Thế chứ đây là tác phẩm mà. Để cho thằng Hương ăn. Nhà tao biết mẹ muốn từ Na Sạc Na đấy. Giờ đi lên góng này. Dịp này kìa. Này có gì dịp. Nấm đỏ này. Em ta làm một rổ thuốc súng nha. Ta mà bồ được chơi đâu. Ta mà bồ mới càng không chơi được. À, đưa hết hạt giống cây cho ba để ta đi trồng. Cây gỗ ấy. Cây thân gỗ ấy. Đưa cho tao. Hạt giống gỗ như là ở trong bếp hết rồi. Ủa. Đấy tác phẩm của mày, mày bảo là giống như thế này nhóm bếp. Thôi là đi. Không đào mấy cây này. Tao chỉ lỡ đưa cho mày thôi.
Yep, lỡ là như vậy đấy. Chúng ta có nhiều thuốc súng á. Tao sẽ trồng cây gần nhà. Đậu xanh, tao không thích trời mưa gì nào. Nó làm sunny day của tao cùng. Thầy bây giờ tao đang tăng. Xuống hang trốn đi. Một cái cây gì đấy. À, sống cây đây. Con sen. Chơi luôn em. Có mất dạy. Con trốn này. Đấy, ra đây, ra đây. Fuck, có mất dạy nó trốn. Sao con nào mà mất rồi? Con mình biết đâu, con này ở dưới hang thôi. Ta đánh nhau không con ở dưới hang. Chết đi. Mà bố này. Ui. Ui hang hang. Nhẽ mồm à, Linh à Hưng. Mới không biết chuyện gì xảy ra ở dưới hang đâu, fuck. Có mũ, có chả nang, có cái đéo gì đâu. Fuck đạt. Ờ, à, mày nói đi. Nó vừa động đất. Nó vừa động đất ở dưới này xong rồi đá rơi vỡ đầu ra. Mày nói đi mày. Viên ngỗng, tao cho mày áo giáp. Viên ngỗng đúng không? Đập. Đúng, tự bình tĩnh, anh phải làm. Điểm quá, điều chơi, điều chơi. Không, tao phải làm áo giáp rồi. Thôi tao làm áo giáp rồi. Giờ tao đang trở thành bạn của nhà nông Bình Định. Mày làm gì? Trồng thêm cây à? Hello, motherfucker. Máu mày có bao nhiêu? 138. Tao 41, đậu xanh. Mày đi ngủ để hồi phục. Tao 22, đá rơi trúng đầu. Ngủ với cái gì? Hả? Mày không thể hồi phục, chấp nhận đi. Tao cần tao cái bóc. Tao nhớ là không, tao không có bảo thằng này lại để bầm cây ở cái chỗ cỏ này. Cây phải để cỏ chứ. Bầm cây phải để bên dưới này chứ. Còn chỗ nào đâu mà đấy. Thì mình là đến lúc khô máu rồi. Cái đường là cái cục này vẫn ở đấy. Nó còn một con bot. Nó còn một con bot mùa xuân nữa kìa. Con bot mùa xuân là con nào thế? BG. Con đấy nó sẽ tự xông vào nhà mình. Đấy là con. Đúng vậy. Thì gì sản hết tất cả những gì mày có. Anh không bón phân đi ạ. Thôi về thôi. Không bón phân mấy cái kia đi ạ. Nhà nhiều phân lắm rồi. Không đào đấy cây lai bắp lên nhỉ. Cái gì đấy? Bón. Gì đấy? Con compost là gì? Con bón phân à? Đâu? Rau. À đâu. Mà bố. Tao vừa chui từ dưới hang lên. Bố. Yeah. Tổ cha đấy chứ. Sốc kiểu gì. Dưới hang nó rơi đá vỡ đầu. Lên trên hang bị mấy con rơi nó vây. Khổ thế cơ chứ. Nếu mà ta bắn nó ngất càng hưng thì ta phải tốt nữa. Phải bắn nhất. Phải bắn PVP cơ. Để tay giết thằng hơi à? Đâu, tao đặt cái đấy người nó là được. Cái hay đấy anh bạn à. Nó gọi là tác động gián tiếp với người chơi khác. Thì thế tôi biết đâu mày thì cần mày đặt. Sử dụng qua lỗ phát là chết luôn. Nhớ không có cảnh. Mà bố mày. Cổ cha mày. Biến.
Nghe mình nghe đi. Cô cô. À đưa tao bộ ra. Đưa tao ra đi. Nó tay không? Trai nó. Cái chuyện tao tanh thế nào khi chỉ có 41 máu chứ. Không có đánh. Cần ta bốn phát nữa ra. Cái trời tối không bà. Thế nó ở ngay gần hố ấy thôi. Nó hay xuất hiện ở hố ấy. Ra vời. Chúng ta tưởng là mày đi câu cá mày nhìn thấy nó không? Ở ngay đây thôi. Đây này. Chắc tao phải đập hết cái đống rơi đi. What the fuck? đừng nóng, không ra đâu. Ê, còn một cái hối nào đây không? Ê, sao Sanity tao giảm kinh thế? Ừ, mày đứng... sẽ đánh gần. Mày bị sẽ đánh gần chúng. Đi về. Đi về, chờ tao, anh. Đây đâu? Đâu? Mày có giáp nữa. Đi cư. Mở cửa ra. Mày cứ đóng vào ấy. Chết rồi, rơi nó mây rồi. Không đến lúc mây đấy. Đi nghe, mới không đóng tao mày gặp nó ở đâu nhỉ? Tập bên trên cơ. Cái sông ra. Không cần tắt đèn đâu, không cần tắt đèn đâu. Bài trưởng Sanity. Đấy, chắc là do mình ngắm mưa rồi. Chẳng sao ra. Đi kiếm áo hơi đâu mình nhỉ? Đừng rơi ai. À, đứng đây hợp lý quá. Fuck. Đi đi đi. To mấy con rơi. Ba đúng hết rồi. Đây ba đấy. Cửa lên. Cố đâu. Không biết đâu. Tưởng mày chặt nhiều gỗ lắm cơ mà. Mày nghe mày ra giúp tao được không mày? Mẹ say, mẹ tao 100% nước cái này. Đúng rồi. Tao chẳng thế. Đi rồi, mày lại ấy. Cắt gỗ. Lúc tạnh mưa mày ra giúp tao được. Sáng này. Kéo đây. Mày ra cái lỗ súng hàng ấy, mày đập hết bọn rơi của tao ấy. Cho mày rơi ở đây đi. Cho bây giờ rơi ở đấy tao không chui ra được. Mày lên bọn mày tìm bọn chỗ khác chui ra được rồi. Không, không có. Cái gì của tao nó chạy. Cái gì của tao nó tự chạy cái động fuck. Tao tưởng nó giả là nước nó mày đập cái thể vươn nó dạng ra thôi. Súng đó. Mày nó tụt nhiều quá mày à. Để tao làm hai cái ấy. Ô, tao làm hai cái kia. Mình được một vài món đồ. Đi. Cái lồn này đéo giả mình ơi. Cái lồn này phế quá. Mày có dùng không? Cái giường nghe là mày có dùng không? Được đấy, nhưng mà đã chiều đâu. Đấy. Đấu ăn luôn đi, để dậy còn có cái mà ăn. Rất gì có. Nó còn mỗi bang thôi. Đấu tạm đi. Đéo ổn như nào cả. Chết rồi, nó bị hoang tưởng rồi. Ai bảo mày không ở nhà? Con rơi ấy, nó không cho tao về. Nghe mà mày dùng đại ở đi đấy. Fuck. Yes. Là giúp tao được không? Không hài giúp được mày hết á. Bọn tao cũng tao ghê lắm rồi, bọn tao cần phải đi ngủ. Rồi. Nào giúp được đá này. Ừ, nấu nấu đi, mỗi người cầm hai miếng thịt. Thực sự thì tao cần sử dụng. Thế được rồi, thế được rồi. Tỉnh lúc tỉnh dậy, cho tỉnh lúc tỉnh dậy lớn thôi. Ui, ta nhìn thấy mấy con thỏ thành con thỏ đen rồi. Mẹ là do thôi. Trời mưa lên cái não giảm ít à, nó tăng ít đấy. Đi không chế được sẽ cho luôn rồi, cướp rồi. Nó bảo là phải đi kiếm áo mưa. Cái game này nó chả nó phải làm cho mình làm cái lán chứ, kiểu có cái gì nó che mưa chứ. Nó xây nhà mà không che được mưa thì như không à. Về game 2D mày đi cút đòi hỏi.
Nếu mà game 3D thì mày có thể xây được cái mái nhà được. Rồi. Biết sao gì đây? Lon. Chúng ta có thể rơi thì phải đừng có rơi xuống chỗ này. Đừng. 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 Đưa vào tủ lạnh, cỏ đen. Đậu xanh mày còn bao nhiêu đồ đói? 34, 33, 32, 31. Sao mày nhiều thế? Tao còn 10. Chắc biết, mày không ăn đấy chứ. Tao có ăn. Mẹ tỉnh ơi. Hết đồ đói rồi. Mấy mày nhét tiếng Anh là một tạc được không? Chết rồi, bắt đầu thấy Terror Break rồi. Không, không, không. À, hết đồ ăn rồi. Bắt, bắt buộc rồi. Chạy rồi. Thế à, con thằng nào lại ngủ trong lúc ăn? Người làm tao một cái đi, tao hết cỏ luôn. Khổ quá. Trong rương, đậu xanh. Xì xì xì. Xì xì xì. Tao nhặt không ít cỏ đâu. Nhạc mê rô. Nhạc mê rô. Đừng có tốt nữa, đúng không? Nhưng mà chưa ngủ được, pa. Chắc ta phải cố gắng sống sót dưới này thôi. Ôi sao Sunny đi, tao mới tủ. Mình cái nhét nhét thôi, một tôm rồi nó tủ đi. À shit, ta nhận ra lý do tại sao tao không phải về được rồi. Ê, tao đói, mày còn gì để nấu không? Tao nấu rồi. Ôi, hang dưới này đang mưa này. Đập nó đi. Ăn đi. Mấy con Terror Break. Terror Break yếu xìu quá. Phải đập mấy phát là được. Nhưng mà tao đang trơn tay. Thằng Minh. Đánh vào tao đi, đánh vào tao đi. Đấy đấy. Bỏ. Chạy đi. Thả giết nó được 3 mét view ấy. À biết rồi nhưng mà nó cứ chạy rồi. Hai buổi sáng mà. 21 táo Minh ơi. 21 táo. Đó, what should we do? Cho tao cái giường. Chứ tôi tông. Đó tông bé tí à. Giường bỏ Minh ơi, đâu rồi giường bỏ. Đây đây đây. Nó tông tóc thế cả. Đây đây đây. Nó cắn tao, một thằng ấy. Chạy thôi. Kìa kìa, ngủ đi. Fuck you. Rồi rồi, Nightmare Fuel cứ đã ở đây. Nightmare Fuel cứ đã. Muốn mạnh chơi thật à? Không cao chơi ấy, nó đi ngủ quá. Đi mẹ ấy chứ. Còn 10 não này mày lên được gì, cứ từ từ xem nào. Đúng rồi. Ngay từ đây. Tao biết ngay mà. Thế từ từ hết củi rồi. Không yên ổn được mấy con rơi này. Ở kia có set thì phải nói là không chết được đâu. Hello các bác. Ôi, mày nghe, mày nghe, cơ hội cho mày đây, hồi sinh ta đi, mày sẽ tăng não. Đâu đâu, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, em mạnh em đi đi ra tay đi cùng tay má thế để đi tao cũng có 8 máu ạ. Em muốn tao cũng có 8 máu thôi, tao tự hồi sinh được tay máu à, không tao cũng hồi sinh được, hồi sinh tao mình được tăng đầy sanity thôi. Ê Hưng ơi, đi cùng tay à. Đi cùng tay, tao cần nhặt đầy đồ. Mày có lấy vũ khí không sao mày phát em mạnh, tao cần con ma à mày, con ma mày đánh được nhiều đứa. Thật sự đấy. Nếu mà bà đã yếu não rồi, mày chết tiếp đi. Mày chết tiếp đi. Nhặt hoa đi. Nhặt tao đang đổ vòng hoa đấy. Tao đang đeo vòng hoa này. Fuck that. Chết tiếp đi. Trả cỏ. Ê, trả hết cỏ cho tao. Tao cần cỏ. Để tao đi ngủ tiếp, mày cứ đi. Vẫn này cô thần chú ấy, tao cần cỏ. Ê, tao cần thêm. Không ai đi giúp tao thì không nhặt được đồ.
Mày nhà mày tiêu hết cỏ à? Đây đây đây, tao đang làm một cái đường ngủ. Làm hả? Mày có cần ngủ không? Tao làm luôn kìa. Ngủ làm ngủ luôn. Mà chim mày sẽ đuổi theo tao này. Nó không đuổi theo tao, fuck. Nấu cho tao đồ ăn đi. Nấu cái gì bây giờ, tủ lạnh còn cái gì đâu mà nấu. Còn cái mì thôi. Nè mày, tao nấu hoa cho mày nhé. Mình nghe, cây chín nữa, xem cây chín nữa. Cái gì đấy? Xem cây chín nữa. Ok. Chào đây không? Chín nữa. Ê, chúng mày bón phân gì đấy? Phải hơn đấy. Tao bón hả mà. Ok, bón rồi. Không sợ chết à, ở kia đấy. Có chết về hồi sinh. Ok. Mày chế được tim hồi sinh không? Chế được, còn 50 máu. Ok. Em máu tối đa mày là bao nhiêu? Trong à vẫn là không bắt đầu. Nghĩa là trước giờ mày chưa từng được hồi sinh bằng tim. Đúng vậy. Còn dùng Life Giving hay cả Min FG. Giờ thì cần có dâu. Chỉ cần có dâu thôi. Tính thôi, tối mẹ rồi. Ê, đỉnh hiu, sát thằng nào đấy. Đừng tắp lửa lên. Tao không muốn chơi, tắp lửa lên. Ê, sát thằng nào đấy. 3 phút rồi đây, 4 phút cho ta. Ta còn 2 đứa can. Ê, sát thằng nào đấy. Mẹ mẹ. Thì mày sát tao nhỉ. Bắn tạo cái gì đây đi. Ê, sát tao này. Rồi con. Cha nữa. Cái mày phải đi làm gì nữa, đi giết mẹ đi. Phải đi giết mẹ thôi. Hết đồ ăn rồi. Tức là nó rảnh nó giúp ta đi. Ô, ấn nhầm. Mày ấn nhầm cái máy này ấn chứ. Mày nhớ đi giết ông không? Nó giết ông rồi nhiều thịt nhá. Kiệt trà 40 máu. À đâu 40 sanity. Làm tao cái giường mày ơi, làm tao cái giường. Nhanh lên. Không phải bộ. Đâu rồi, tao đói quá. Hello. Mày chơi đi thì nó hồi đã, à cho mình hồi đã. Hiểu. Ê, tao xin cái tentacle spy nhé. Là tên gì cứ. Cái gậy này. Tao hết một đống, tao gần mất đi. Chắc trong tủ mày không có gì luôn á. Đây này, đậu xanh đang nấu gì mày này. Chúng mày không kiếm mà chúng mày chưa nấu thì có cái gì. Tao có berry này. Ô, nhầm, tèm. Idiots. Xí nhá. Sống gì ạ? Ai bảo mày nhặt quả ngoài kia đâu Hưng. Hả? Tôi phải làm gì? Này, có cái này cho chúng mày này. Này, có cái này cho chúng mày này. Làm gì chứ nhẹ với tao. Cái này đến vẫn đi này. Chịu hỏi. Đồ yếu lắm, làm muốn tiết nhen đầu. Như anh mày đi không? Tao còn yếu lắm. Thế chúng mày có muốn có đồ ăn không? Đấy nhưng mà tao thật sự yếu lắm, tao không làm được cái gì cả. Chỉ cần có thằng nhen đồ thôi mà. Khó như vậy kìa. Tao phải kiếm lại đồ của tao đã. Chỉ cần có thằng nhen đồ hộ thôi mà. Tao sẽ đi về. Tao sẽ đi với mày, nhưng mà tao vẫn chọn đồ à. Tao ra còn một đi. Bật mấy cái bụi đi. Giữ bụi về làm gì? Nó sẽ có tác dụng sau này, nhưng mà có hai cái nữa để đợi. Và đi để tặng dậy nữa rồi. Mẹ thì triệt hạ chúng nó xong nhặt đồ. Mày sau cứ đi đi, tao theo sau được mà. Tao phải tự kiếm lại đồ đã. Nhưng mà đến buổi chiều là tao sẽ đi ngủ ấy. Mày muốn nhân ngỗng không? Không phải lúc này. Nó nhiều thì nam. Khó giết lắm. Anh có ai kìa? Tao chơi nó. Mày chơi đi, tao chỉ chặt đồ thôi. À, chúng mày nhá, giết ếch mà muốn nấu được bánh mì là phải có ít nhất là 1 hay 2 cái rau củ quả đấy. 4 ếch, 1 4 ếch, 1 mày đi. 1 ếch cũng được, nhưng mà rau củ quả. 4 ếch 1 sao rồi. Oh, yes. Nhanh lên.
Đi đi, em có cái hồi máu con kia đuổi. Ăn trong bướm hồi máu. Được cái buổi sáng thì chúng nó vé rồi. Đi ngay đi 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 đi. Hay đi đi. Con đuốc chưa đây? Thoải mái thoải mái. Chỉ là nghe thêm cỏ nhé, tại vì nó chắc là cỏ đâu. Ồ, tao nhận ra là buổi chiều, buổi sáng là chúng nó không ra. Còn buổi chiều thì chúng nó ra, fuck. Chấp nhận đi, mày đang quá muộn rồi. Nào, tránh xa tao ra nhá. Đéo chơi với mày đâu. Nào. Từ từ nhà mày. Ok, tao mở la đi. Tao cần ngủ tối giáp. Mày ngủ đi. Nhìn cái rốt kia muốn lấy quá. Đi đi xuống cái hố này đi. Mà nếu mà tao ngủ mà mày lại rời đi thì đến lúc buổi tối. Tao muốn kiếm đồ ăn, không tí ăn cái gì. Mày ngủ, mày mới ngủ lại mày ăn cái gì. Tao có đồ ăn rồi. Không. Lại mày sẽ có đồ ăn, bắt ạ. Mày bắt đi. Có đồ ăn lại, đồ ăn. Đồ ăn, đừng lại. Đồ ăn đâu? Đồ ăn. Tay muốn này. Đồ ăn. Yes. Let's go. Ngủ đi. Con uống cái. Một cái thờ ngủ đi. Yeah, I have a bay. Ai đây? Chắc là tao chỉ ngủ đến lão tao tầm ngủ tầm 100 luôn. Thức ăn tao cũng không nhiều. Không bị luôn như cắn là được rồi. Đúng rồi. Hey, bạn ơi, đừng cắn tôi nha. Tôi không có làm gì bạn đâu nha. Bạn ơi. Tao đấy. Tao trên rồi. Sanity tao trên rồi. Ok. Này. Các bạn bắt ở trong này bắt mong. Bắt bằng. Ê, con này dân được cả thức và cả thì luôn, con đấy. Đợi, nào tao hồng lên một tí. Forget me lot. 100. Nhìn cái đám này cho mày chết đi. Đừng có nhìn nhìn nhìn. Nhìn tao bắt quen đất nha, xong rồi tao đất lửa lên nhá. Mày cứ đi. Nhìn tao thì mày chết rồi. Ê, có hạt giống ở nhà không? Tao một trăm rồi, thế đâu. Có. Ê, bro, đợi tôi với. Kiếm nhẹ. Nhẹ đâu. Ừ. Ui, trên thạch có rơi kìa. Ui. Ở bên trên có một cái tổ nhẹ nhưng mà xa vậy. Tôi có chắc là muốn đi lên đấy không? Với mẹ là nhà rồi chúng mày. Thiên thạch à? Thế thiên thạch. Tổ trai rồi đó. Kẹo đi. Con này nóng quá. Ố, tổ nhẹ cấp 1. Ố, hiếp luôn. Bây giờ vẫn còn tổ nhẹ cấp 1 à? Không phải đâu, con kia đẻ ra ấy. Shit, fuck. Mày nhìn nè. I need some shelter right now. Cãi ra ngoài, mày nghe cãi ra ngoài. Nó vỡ tổ. Từ từ, giết trước nhặt sau. Ê trời tối mày, ơi. Bố mẹ ơi. Đó, tạm hơn cây. Tao tưởng con đi. Đố xe nào đây? Đây
Mày vắt cái gỗ gần người nó, mày vắt cái gỗ gần nó. Sao gì người nó? Để đừng, tao không có gỗ, mày có gỗ. Để tao xử lý cho. Gỗ này mày để tao. Ủa mày đâu phải chơi chơi cái nam hiệu này. Đây đây đây, nhanh nhanh nhanh, một cái que đi. Một que đấy, nhớ là một đấy. Đây nhận là một cái xong bắt lần người nó, những lần nó bắt. Nhìn lên, mày có biết làm việc không đây? Rồi đấy. Bắt lần người nó mà, gần người nó. Gần lắm, nhân gần nhất rồi đấy. Đâu con nào ấy? Mày bắt được người con nào đấy? Con lớn lớn này này. Nhìn. Thằng ngu này, chịu rồi. Cái gì chúng làm gì? Tao bảo là con nhỏ hơn đấy. Mày không bảo con lớn hay con nhỏ như thế ta? À. Con cầm cái nước sáng. Sáng rồi, độ cũng này thôi. Nhanh nhanh cái sao bay đâu rồi, ra đây. Nè, tao đi. Tao thấy thương cái đồ qua. Đồ bay hết ra ngoài, mà tao không thể nào. Cái lý là tưởng phải chỉ mất rồi. Vỡ vỡ gần hòm nữa. Hòm. Đồ bay hết ra ngoài này. Mày có đi. Mày nhận mấy cái spider vào đây. Tao spider. À, ok. Còn nghẹn không đây? Còn đây. Quay mày mở mắt mà xem, trên kia đầy đá luôn, đầy băng đấy. Tao biết rồi. Mày đến thử mà xem, nó nếu có tí băng nó luôn đấy. Nó chỉ hiển thị vậy thôi. Không gì biết mà, đi thôi. Ơ tạ mà lại kìa. Mịt mà. Mà dậy làm gì. Thế là mày muốn có đồ ăn hay là không có đồ ăn? Ừ, thế nhẹ đồ đấy. Bây giờ mình đào băng đi xong rồi tao đi đánh con này thôi. Thằng Hưng bảo nó vừa lên thiệt đấy rồi, nó không có gì. Cho nên vẫn còn mà tao cứ đào vẫn còn nhiều lắm, mình cứ đào đi. Được cúp cho tao. Đá đấy không? Hãy lên đấy mày làm tạo bốn cúp đá rồi mày làm. Đứng theo tao làm đi. Ô, nó giảm mưa này. Ô, nó giảm nước thật đấy. Quay. Ô, hay nha. Ê, tao bảo này. Ê, tao bảo chúng mày này. Tao cầm cái ô Pretty Parasol ấy, cái ô làm từ cánh hoa ấy, xong tao đứng ở dưới gốc cây, nó giảm nước này. Đội thêm cả cái mũ rơm nữa. Cái gì mà con chạy ạ? Ôi, nó giảm nước này. Được quá. Tao sẽ đứng đây cho đến khi nó hết mưa. Nice. Được vãi nhìn. À, người đối diện với cái tình trạng nó chết đói này. Ây da, mười ếch. What the fuck? Em đâu? Ăn non rồi chúng mày ơi. À bé đâu? Bốn máu. Này đi Minh à, tao không biết phải làm gì cả. Này chúng mày ơi, mười ếch quá. Ấy chưa nhà. Đây mày con đấy. Con ma mày chết rồi. Chạy khỏi chỗ này, chạy khỏi chỗ này. Tụt trái đi. Bên đây chắc không có này, chắc không có gì. Não tao lại giảm mạnh không đi nhỉ? Không thế. Một là out game hay là out game phải rõ nào. Chui xuống gốc cây đi chúng mày ơi. Tao ta đang bọn ta đang dưới gốc cây ấy đậu phụ. Đéo tao dựng gì ấy. Được mày. Nó giảm được một chút đấy. Hay là mày có lơ luôn rồi bỏ bỏ tao. Lơ. Tao đều 100 cả rồi. Oh fuck. Bây giờ chúng hay mày là. Hay là mày có lơ luôn rồi mày đừng cái hết tao. Ấy mưa tạnh rồi, mưa ngớt rồi. Không mưa ấy thì vẫn còn. À, ta cần tìm cái ô chú. Cái chú. Mệt
qua ngay cái vườn với cây để nó nó cái định mệnh như nó giờ lại đến chó. Anh nghe mười giờ tao nghỉ không? Anh fucking kidding me. Mày ơi, tao lên phải nói với tao thì chết rồi. Tập bắt tao game rồi mày. Kêu đâu? Lờ. Nào. Địch. Áo giáp ngũ trong nhà. Chó vào. Chó vào rồi. Cái đậu xay. Hai con thôi, chơi được. Đi về nhà hồi sinh tao rồi, mày sẽ được hồi sinh đi. Chết tao rồi. Hôm nay của tao chết rồi. Tao chết chết. Fuck, tao sắp chết rồi. À thôi, cũng sắp chết, thằng mày cũng sắp chết. Ba máu, cũng nạn. Thôi mấy con chó sói này đang đánh nhau anh. Đấy đấy. Ê Hưng ơi. Hả? Cái mũ bus kia có tránh được con quái hoang cửa không? Mũ gì? Không mạnh đâu rồi. Không có mũ gì. Mũ dơm ấy. Không có đâu. Mạnh đâu rồi? Anh đi dọa khá xa rồi. Tôi còn đồ ở đây nữa. Tránh cân mưa ấy. Mắt trời đồ rồi. Tránh xa ra. Cha nhà mày, có thằng nó chết đấy. Mưa. À thằng Minh chết, mình chết. Có mưa thực phẩm. Mưa nhiều trời không. Chó đi chưa? Chó chưa đi. Nhưng chó chết đi đấy còn. Mình ơi. Mày đang giết tao đây. Chó. Để tao đang về nhà đây. Mưa bé. Cái mũ này giảm được mưa này. Cái ô này giảm được mưa này. Cái cây giảm được mưa nữa. Còn cái mũ đấy không giảm. Mũ giảm được mà. Chứ không thì tại sao lại giúp tao tạnh mưa? Mình nhầm tốn nước. Chắc là do mày có do. Tao tháo ra nó vẫn. Tao tháo ra nó lại tăng lên nhé. Nhưng mà tao đội cái mũ vào nó lại tụt nước. Thế mới hay. Nó chỉ được mùa chắc là không được. Cái mũ đấy nó chỉ có cái hình nóng thôi. Được mà. Nhìn này, nó đang tụt nè. Giờ tao bỏ mũ và phát nó tăng lên ngay. Nó thế mới hay chứ. Nhờ chú quả hơn rất nhiều quả đi. Không cho, không có, không có nữa. Ông cái mũ này nhặt ở dưới hang ấy. Không biết ông nào ông để lại nhưng mà nó nhặt được. Con ếch của lon đấy. Cảm thấy là điều này. Cảm thấy là người mà chỉ nào. Fuck. Nó cho nó à, tạnh mưa mà. Cái gì? Mẹ chứ. Đi mày gần đây là phố. Con ếch ở đâu xa đấy? Mới ếch rồi, em xin hết bỏ nó rồi đó. Đang yên đang lành thì con lầm. Con loàn ếch ở đâu ra? Nó đánh mày. Nó đánh phủ đầu ăn cất luôn. Chưa kịp trồng cây. Mạnh đâu vậy? Kèn đâu rồi? Để đi tìm cái bastion ra đi. Chẳng có đâu. Đi tìm đi. Được à? Thế tầm 2 phút nữa tao nhỉ. Lại đi cắt tóc à? Đó. Không đến giờ. Lại đi cắt tóc à? Anh biết đâu. Dưới này, dưới này, dưới này. Cô xin đi. Điều được. Điều được. Nó hết fuel rồi. Giờ chờ mạnh cứu thôi. Ê Hưng ơi ra tao bảo. Nào đi. Tao lấy đi rồi. Nhập hồn vào cái kia đi. Không cái thứ ba kìa, cái đầu lợn thứ ba ấy. Không được đâu, chú mày đừng làm cái mẹo đấy. Ố. Chẳng biết. Nhìn lại.
xử lý được rồi. Em bị nghe tung hứng không? Đây đi xe ra đi xe tao. Làm trò gì vậy? Tao sẽ đi khai phá dưới răng linh thử. Ê từ 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 Minh ơi, ra đây 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 đây. Tao mới chơi tung hứng ấy. Em vừa hết mưa tao xuống mưa hàng phát mưa luôn thôi lại lên. Mệt quá. À tức là mày đang ở ê, chỗ này hả? Có cái gùm hâu nào không vậy? Có. Ê giam gỗ thằng nào á? Không biết à? Phật. Ui là hoa nhỉ. À chỗ này à? À cái đầu của thủ quân gì đó. Mà là của một ông nào đó để lại. Mày cả lắm đây mày nó đốt đồ mày cái gì chứ? Cao game rồi. Gì đấy?